Bà Nguyễn Phương Hằng chính thức xin lỗi sau hàng loạt ồn ào với showbiz. Suốt vài tuần qua, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream bị chỉ trích hàng loạt nghệ sĩ và ông Võ Hoàng Yên. Hành động của bà xã ông Dũng lò vôi khiến nhiều người bức xúc và cảm thấy mệt mỏi. Cho đến mới đây, sau hàng loạt ồn ào, cuối cùng bà Nguyễn Phương Hằng cũng lên tiếng gửi lời xin lỗi đến khán giả cũng như ông xã vì những phát ngôn thiếu kiểm soát của mình. Tôi sẽ viết tâm thư gửi lời xin lỗi đến anh Dũng. Tôi làm những điều vừa qua, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Cũng xin mọi người vui lòng rộng lượng. Đừng đụng chạm gì tới anh Dũng. Quý vị biết là nếu có gì khiến quý vị không hài lòng, thì tôi thành thật xin lỗi. Cái gì cần thanh lọc thì chúng ta hãy thanh lọc cho kỹ. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng chia sẻ thêm, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm cho quý vị buồn. Bởi vì đã làm cho hình tượng của các thần tượng sụp đổ, làm cho mọi người phải nhìn nhận thực tế của cuộc sống rằng cuộc sống là phải như vậy. Sau cuộc chiến này, tôi sẽ trở về đúng là một CEO, chứ hiện nay tôi vẫn còn dư âm về cuộc chiến này. Tưởng rằng drama đã đi đến hồi kết, thế nhưng vợ ông Dũng lò vôi, hóa ra xin lỗi khiến khán giả có cái nhìn rõ hơn về nghệ sĩ. Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết vì dịch bệnh nên có lẽ sắp tới sẽ có thêm vài buổi live stream để giúp khán giả giải stress. Hiện netizen đang rất hoang mang, không biết động thái tiếp theo của bà Nguyễn Phương Hằng là gì. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.